khoảng 1m70, mặt chữ điền. Bên đó mặt chữ gì? Mặt chữ U. Mời bạn nam. Mời đi bạn. Dạ. Mời bạn nữ bước ra sân khấu. Rồi, xin mời bạn nữ chia sẻ về tên tuổi, nghề nghiệp của mình hiện nay ở đâu. Dạ, em tên là Nguyễn Phương Dung ạ. Năm nay em 27 tuổi. Em làm nhân viên kế toán ở Bình Thạnh ạ. Em người Nghệ An ạ. Dạ, em vào đây lâu chưa? Dạ, em vào được gần 5 năm rồi chị. Rồi, bạn nam xin mời bạn giới thiệu. Em tên Tấn Đạt ạ. Năm nay em 28 tuổi. Gốc của em là Quảng Ngãi. Thì em chuyển vô thành phố sống là cũng mười mấy năm rồi. Cũng khu vực miền Trung ha. Dạ. Giới thiệu một chút xíu về năng lực của mình, điểm mạnh và điểm yếu của bạn. Về ưu điểm của em thì mạnh mẽ, tự tin trong giao tiếp. Cũng chính vì mạnh mẽ quá cho nên rất là khó kiếm người yêu ạ. Và con trai thì cần sự chủ trang. Chị thấy em rất dịu dàng mà. Dạ, lên trên này vậy chị ơi, ngoài không có dịu dàng đâu. Dạ. Còn điểm yếu của em là gì? Chắc là lẽ là dễ tin người. Đó giờ có bị ai lừa chưa? Dạ rồi chị, em bị lừa mấy vụ về tiền đấy chị. Ồ vậy hả? Dạ. Sao rồi, kể vụ nào lừa lớn rồi. Thì sao mà người ta nói sao mà ta dụ được em? Tết năm trước ấy, em về ấy, thế là bạn bảo là cho anh mượn cái xe. Em cũng thật lắm, em đưa cả vẹt xe với là bảo hiểm. Em bảo cho thôi cầm đi cho chắc, lượng mấy công an tít vào. Đúng rồi. Hết xong đến lúc người ta cầm xe em luôn chị. Sau lúc em cho bán mượn tiền, bây giờ bán xu luôn. Rồi thôi nha, em mất, đừng để bị lừa nữa nha. Dạ. Nó nói đồng tiền là khúc ruột. Muốn nói gì cũng nói cũng được, muốn làm gì cũng được, mà tiền là không bao giờ tuyệt đối đưa ra. Nhớ nha, bài học xương máu đó chị cũng bị hoài á. Bắt tay đây nè. Dạ. Thoải mái hả? Tin thì tùy theo cảm xúc, còn tiền là tuyệt đối là không bao giờ được rí ra như một đồng. Rồi, nhớ nha. Bên bạn gái đã chia sẻ về bạn trai. À, mình có... có ý định gì mượn tiền bên này không? Cũng có chị. Bài bài bài. Có thì ta cũng nợ tình chứ. Dạ. Mình đã trải qua mấy mối tình rồi? Em trải qua 3 mối tình và lúc em còn đang học đại học. Bao nhiêu năm? Dạ, 7 năm ạ. Tại sao chia tay? Dạ, cuối cùng là tính tình không hợp ạ. Quen ta đã rồi, nó tính tình không hợp. Dạ, đó là bên gái nói mà, em đâu nói đâu. Bạn gái nói hả? Dạ vâng. Mình phải rút ra kinh nghiệm sau 3 mối tình đó. Dạ, đầu tiên có lẽ là tính cách là khó tính. Dạ, em thấy dễ thương vậy ha, thấy hiền lành gì mà khó tính hả? Không phải khó tính gì nhưng mà nhiều khi nó nóng tính á, nhiều lúc không quan tâm đến người ta. Không quan tâm đến người ta cái này là nặng nữa. Mình quen người ta mình phải dễ tính chút xíu, mình phải quan tâm người ta nhiều chút xíu mới là tình yêu chứ. Đúng dạ không? Cái này là rút kinh nghiệm nha. Dạ. Mối tình tiếp theo là không được vậy ha. Dạ vâng. Bạn gái thì sao? Mình có bao nhiêu mối tình rồi? Dạ, em trải qua 2 mối tình rồi ạ. Chia tay bao lâu? Em chưa tới được 4 năm rồi chị. Tại sao 4 năm này không quen được ai? Dạ chị ơi, cũng có quen nhưng mà toàn là những người có gia đình rồi chị. Toàn lấy xảo chị. Lúc đầu gặp thì bảo là anh chưa có gia đình. Đến khi một thời gian sau mới lòi ra. Mới lòi ra là anh có gia đình rồi nhưng mà anh với vợ anh không được hạnh phúc. Sắp ly dị. Mấy em quen lắm em ơi. Em nghe hoài à. Xong em bảo chứ thôi em không thích làm người thứ ba. Còn quen mấy bạn con trai mới lớn thì bảo là anh chưa có người yêu. Đến khi tìm hiểu ra bảo anh có người yêu rồi nhưng mà anh với người yêu đang trục trặc. Thôi em chán quá, 4 năm qua em cứ vậy. Trời ơi ghê không? Con trai bây giờ ghê lắm chị. Ở vậy đừng nghe là anh Linh luôn. Tiền không đưa mà tình cũng không được đưa. Giờ bạn ghê muốn quá. Tìm ghê. Muốn tìm một người bạn trai như thế nào? À, ngoại hình thì cao khoảng 1m70, cao hơn em. Mặt chữ điền. Bên đó mặt chữ gì? Mặt chữ U. Mình muốn tìm người phụ nữ thế nào em? Sở thích của em á là về một người phụ nữ á là chín chắn. Sao gọi là sở thích trời? Hiền. Chị Cát Tường là tính tình hiền lành chút, rồi nói chung là biết xử sự trong gia đình với người lớn. Cái này anh nghĩ cũng dễ, không có khó đâu. Dạ. Còn cái gì nữa không? Con trai thì tất nhiên phải thích con gái là có dáng người. Dáng người sao? Dáng người chuẩn chị. Chuẩn hơn chị đó. Chuẩn hơn chị tức là chị Tường chưa chuẩn đâu. Dạ đúng rồi. Đúng rồi, thấy chưa? Bà Hòa giờ đó. Tới kìa. Kính chuẩn hơn tôi hả? Dạ vâng. Cao nhiêu? Dạ 1m7 ạ. Này ăn gian nè, đâu mà 1m7 mà lùn tè, đứng lên coi. 1m7. Xích lại đây. Cao hơn tôi nhiêu? Một xíu rồi đòi 1m7, ai đo? Dạ máy đo. Đâu đo 1m7? Máy đo. Máy nào? Tự tin của anh lo, ngồi xuống đây. Dạ vâng. Đừng có lo. Mày đẹp, làm như đẹp lắm vậy. Dạ đẹp. Anh đẹp nhưng mà dễ thương vậy. Ừ. Ai nói dễ thương? Anh Quyền Linh nói. Trời ơi, tin nữa, cái tóc ai design cái kiểu tóc gì kỳ cục vậy? Vuốt lên, vuốt lên, vuốt lên. Để nó vuốt lên cho nó hói. Kỳ cục vậy. Cái này hói là... thì mình chịu hói, tự nhiên chạy xuống mấy cộng. Gì đâu sợ. Hớt lên đi, nghiêng qua một bên đi. Dạ vâng, được chưa? Hỏi mọi người có phải vậy đẹp hơn không?
Ác gì, tôi là tôi nâng đỡ mấy người không, cái tôi dìm hàng nào mà nói ác. Có chuẩn bị gì để đám cưới chưa? Nếu mà sắp xếp thì rất là nhanh vậy. Sắp xếp gì mà rất nhanh? Chi phí chi tiêu của tiệc đám cưới. Có sẵn mà sắp xếp nhanh vậy? Dạ của em chị. À có nghĩa là có sẵn đang cất phải không? Sắp dạ. Xếp lấy nó ra phải không? Dạ vâng. Ở đó em đào cho ông đâu chị dạ ở dưới nhà em á. Dạ. Lúc rảnh rỗi em thích làm gì? Thích đóng cửa trong phòng đọc truyện. Truyện gì? Truyện tiên hiệp ạ. Tiên hiệp là chuyện gì? Thể loại tiên hiệp á. Hay là huyền huyễn á. Huyền huyễn á. Dạ vâng. Rồi tôi mới nghe luôn á. Mà không quan tâm tới truyện đâu. Anh có nghe chưa? Hả? Chưa. Hơi lạ ha, hàng chi người cũng lạ. Xuống chưa, xuống chưa, xuống tới chưa? Dạ. Xuống tới chưa? Xuống đâu ạ? À? Mà xuống chưa? Tới chưa? Chưa. Chưa tới nữa hả? Dạ vâng. Hàng chi thấy lơ lửng ở đâu á trời ơi là trời. Nãy giờ nói chuyện mà chưa có xuống tới nữa. Ép là trai quá. Ờ quá gây khó khăn đẹp cho đàn trai. Quá, choáng ngợp luôn. Nó lại dễ thương vậy chị với em chứ. Ừ. Mái tóc rất là đặc biệt. Chê đàn trai hay để anh nè, qua anh chê đàn gái coi. Chê này, có nè. Gì đâu chê. Trời. Welcome. Chào rồi. Chê đi. Sao mà con gái với ai mà nhìn mà không đẹp dữ. Chào anh. Anh bên đây chị tưởng chê thôi chứ dễ thương không hiền á, qua chị dập hồi ngồi rung bệnh á. Dạ. Em không thích gì ở người đàn ông? Em không thích nữa là gia trưởng, tính hay cam ram. Anh này không có gia trưởng đâu, cam ram chắc khó đó. Và phải biết chăm sóc bản thân mình. Sạch sẽ không? Cũng đỡ đỡ chút, được được. Thơ lắm anh. Để ý cái bàn chân của người ta ấy. Bàn chân sao? Con trai anh, người ta nghĩ đi dây ấy, người ta không để ý bàn chân ấy. Nên bàn chân người ta rất là dơ. Nên là em nhìn xem là nếu bàn chân người ta sạch ấy thì người ta sẽ sạch. Mà em thấy là cái bàn chân dơ quá à, là em... dơ. Mở cái bàn chân ra. Nãy sao nói sớm. Mở cái đôi dài ra. Mở luôn dế ra luôn coi cái bàn chân, cái móng chân nó có đen đen thì được, mà móng chân đen là chết rồi. Rồi đất không là chết rồi, chết rồi, chết rồi, chết rồi. Được. Cái chân ta đàn ông ta nó chai sạc. Anh lên cởi coi. Hả? Anh lên cởi coi. Đúng rồi. Cởi coi. Phải không quý vị? Cởi chi? Coi lễ cho một coi ông Mai thôi chứ cởi. Khó quá để con hỏi con còn gì nữa. Nói chung là chân cũng được, không đến nổi đâu. Không, cởi ra mà không có nghe bốc mùi. Ừ, được, nói chung là được. Quan trọng đi tìm mình yêu là tìm cái bằng chân trước phải không? Dạ. Rồi còn cái gì nữa? Em không thích con trai lăng hô anh. Rồi con trai mang keo kiệt của anh. Keo? Em không có keo không? Dạ không. Không. Dạ. Hết rồi đúng không? Dạ. Ừ, vậy được rồi. Rồi. Ví dụ bằng chân bỏ qua đi ha. Giờ gặp người thân nè, có đi với ai không? Dạ em đi với mẹ em ạ. Chào cô. Chào Quỳnh Linh và con gái cô lợi hại quá cô. Đó giờ có dắt anh nào về nhà ra mắt mẹ chưa? Chưa. Giờ dắt anh này về được không? Được. Dạ cô thấy ảnh bụng sao cô? Cô nói thiệt bụng đi cô thấy ảnh bên đó là sao cô? Cô thấy là cùng phù hợp với con gái cô. Ủa cái mái tóc vậy cô chịu luôn rồi đó hả cô? Chịu luôn. Cột cái bản tính con người, bản chất con người thôi, mái tóc cũng là thành vấn đề. Chân sao cái chân? Má có coi chân rồi. Chân được. Chân được. Rồi, mình có đi với ai không? Dạ, hôm nay em đi với em gái và một đứa em họ. Em gái? Em dạ gái ruột hả? Em gái ruột ạ. Em gái ruột dễ thương. Đó, anh trai ruột cũng dễ thương. Rồi chào em đi, nói chuyện với em gái đi cơm. Sao ghé ra? Chào em. Dạ em chào chị. Em thấy chị gái này sao? Chị dễ thương, giống chị hai mình. Anh có tật xấu gì nữa không em? Dạ không, anh của em thì tốt lắm. Em có yêu cầu gì chị dâu tương lai không? Dạ không, cái đó anh em yêu cầu chứ em đâu có quyền đâu. Rồi, cảm ơn em. Bây giờ mình kéo màn lên ha, cho hai bên gặp mặt nha. Cặp này vui nè. Vì dễ thương lắm á, chuẩn bị nha. Kéo màn, kéo lên. Bên kia cởi dài ra sẵn đi. Bắt đầu. Dán cái máy lên, dán cái máy tóc lên. Dán qua. Cảm ơn quà nè các bạn. Cảm ơn. Bây giờ chị hỏi em nè, em dòm nè, đó. Giờ là đó, đứng đi. Bây giờ là tôi dán qua cho đẹp nè, dán qua nè, đẹp không? Đẹp không? Nè, hồi nãy tôi mở màn qua là vậy nè. Đó. Coi cái nào đẹp. Đó, em dòm đi. Hết lên chị à. Hết qua. Đúng rồi. Dạ rồi. Rồi bây giờ mình vô chuyện tình cảm nha. Dạ vâng. Bắt đầu. Nếu mà được á thì bạn định khi nào kết hôn? Theo mình nghĩ ấy, hai người đã có tình cảm thật ấy, thì cái chuyện thời gian ngắn hay dài nó cũng không quan trọng. Quan trọng là trong quá trình tìm hiểu thì hai người phải thể hiện cái nhược điểm của mình. Nếu như chấp nhận được cái nhược điểm của mình của nhau ấy thì tiến đến hôn nhân nó dễ. Thực sự ra thì tính mình rất là nóng và rất là ngang. Những cái mà bạn không thích ấy thì thực ra là những điều đó của mình. Nói chung là mình rất là ương ngạnh. Nên là mình xưng là anh em thì cho nó ai lớn tuổi hơn ai?
Đây lớn tuổi hơn. Lớn sao không được? Bởi vì tao nói không có gì tự tin, tóc cũng không tự tin, bây giờ xưng hô cũng không tự tin nữa. Như em đi, em anh đi. Em coi. À, nói chung là anh thì cũng khó tính. Ừ. Nhưng mà khó tính nhưng mà kiềm chế được. À. À, nó nổi nóng gì đó là hay đang buồn giận gì đó là chỉ hát lên, hát to lên vậy á. Cho nên hết tức rồi dễ, xong. Dễ tính. Nhưng mà thử la cỡ nào? Thí dụ thì nóng tính qua la cỡ nào? À! Sợ chưa? Bình thường anh. Đó chưa? Chứ có gì mà. Em tức lên em có ném đồ luôn anh. Không, cái đó mình like được chứ ném đồ phí lắm. Ừ. Nếu mà là thôi cảm nhận về nhau đi. Anh cảm nhận gì về em? À, nói chung từ dáng người đến khuôn mặt thì nói chung là chuẩn. Còn bà nghĩ về mình? Thấy bạn cũng hiền. Mặt hiền mặt dụ á. Đừng mượn tiền nha. Dạ có gì. Quen sao mới mượn chứ. Mất tại vì tường rồi không có cho mượn nữa. Giờ mình mượn lại. Có đó được. À. Nếu mà trường hợp bạn bấm nút. Đầu của Chí hả? Biết nói gì nữa. Giải hoài. Thôi, hết thời gian. Chúng ta sẽ có 3 tiếng đếm để quyết định. Cái nút chỗ nào? Kiếm đi. À đây. 1 2 3 Rồi, chúc mừng các bạn. Thằng này rất là hơi nhút nhát hơn bạn chút xíu đấy. Dễ thương ha. Tính cũng thật thà lắm. Dạ. Bên kia thì cao, đẹp gái. Hai người sẽ có thời gian để đi xem phim tìm hiểu nhau kỹ hơn. Dạ. Ha, hy vọng các bạn sẽ có một cái tin gì vui vui báo chúng tôi. Dạ, dạ ba. Để tặng hai bạn nước xịt thêm miệng thảo dược Relax. Dạ. Quà tặng dành cho hai bạn là một suất chụp ảnh cưới trọn gói trị giá 15 triệu đồng tại Đà Nẵng hoặc thành phố Hồ Chí Minh tại các hệ thống áo cưới Island nếu như hai bạn tiến tới hôn nhân. Dạ, dạ rồi, em cảm ơn chương trình. Rồi, nắm tay bạn gái đi xem phim đi. Em thì em thích người phụ nữ hiện đại. Bạn có thích sống thử không? Chắc không chị. Còn sống thử thì em không chấp nhận được. Có tật xấu gì không? Hồi nãy em nói rồi chị. Giờ nói lại nó không trùng. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với cặp đôi thứ hai ngày hôm nay. Hả Mạng? Mời bạn nữ bước ra sân khấu. Mời bạn nam. À, chúng ta sẽ nghe bạn nữ giới thiệu về bạn ấy. Mời em. Em tên là Giáng Xuân, 33 tuổi. Em là giáo viên mầm non. 33 tuổi? Dạ. Wow, trẻ quá. Em ở đâu? Hiện giờ em đang sống ở Hóc Môn ạ. Rồi mời bạn nam giới thiệu. Em xin tự giới thiệu, em là Trương Hồng Phúc, năm nay 33 tuổi, kỹ sư cơ khí, hiện tại đang làm việc và sống ở Nhà Bè. Bạn nữ, mình trải qua bao nhiêu mối tình rồi? Yêu thì chưa ạ. Chưa yêu một mối tình nào sâu đậm hết hả? Dạ đúng rồi. Lý do tại sao? Có những bạn mà chỉ mới quen em mà đi chơi là có sự đụng chạm này nọ đó. Cái em cảm thấy sợ. Bạn muốn tìm một người chồng tương lai như thế nào? Dạ, cao, lãng mạn tí. Cái chuẩn giống ai? Cao như anh Quyền Linh nha. Rồi bây giờ mình muốn người phụ nữ như thế nào? Em thì em thích người phụ nữ hiện đại. Bạn có thích sống thử không? Chắc không chị. Ủa không. Hiện đại sao không thích? Hiện đại có thể đi chơi, còn sống thử thì em không chấp nhận được. Tại hai mức độ nó khác nhau. Rồi, bây giờ không thích phụ nữ là điều gì? Không sạch sẽ, dữ. Cái này không thích đúng rồi. Mà không có phụ nữ gì đâu. Rồi gì nữa? Làm biến. Phụ nữ làm biến. Dơ. Không sạch sẽ là gì nữa? Hôn như đó được. Bạn không rồi, thích cái gì mình vậy? Có tật xấu gì không? Chứ em không có biết tâm lý phụ nữ. Cái bạn nữ thích cái gì nói em làm thôi chứ em không có. Không nói là không làm hả? Không đoán được. Tặng quà gì đó thì họ nói mình đi chẳng đi mua. Chứ lúc mình mua mình áp tặng vàng người ta không thích. Em không thích điều gì hả người bạn trai? Dạ nhậu nhẹt không thích, lăng nhăng không thích, hút thuốc không thích. Thưa chị. Có hút thuốc không? Dạ không. Nhậu nhẹt. Cũng nhậu khoảng 3 lon. Lăng nhăng. Lăng nhăng thì giờ chưa có vợ nên không biết. Chung thủy không? Hả? Chắc không? Nguy hiểm rồi nha. Muốn lấy vợ dữ lắm chưa? Xòe cái bàn tay làm gì để móng tay vào ngoằn vậy? Thích đàn nên em phải để, nhiều lúc em phải đàn. Đâu đưa tay trái? Đàn. Ủa lại. À bên đây là không có, còn cái móng cái để làm chi? Không, móng tay này để cửa bên đây, cái này cửa. Ôi.
dễ thương thật lòng mà. Có tật xấu gì không? Thì nãy em nói rồi chị. Vậy là nhiều tật xấu lắm hả? Không, mà nhiều người tiếp xúc em họ nói em là người tốt. Hy vọng vậy. Anh qua coi chị hợp với đây không nha. À, chào cô giáo. Dạ, dạ chào anh. Thương quá. Dạ. Anh bên đây nè, thực chất á, anh là con người chân thật. Nghĩ sao làm vậy, nghĩ sao nói vậy. Những con người đó thật tình đấy. Dạ. Anh giống như nít vậy đó. Em có thích lãng mạn không? Dạ có chứ. Có hả? Để thử hỏi anh này có lãng mạn không nha. Không, thấy cái bộ hông rồi đó. Anh có thể lãng mạn với bạn gái được không? Dạ được. Ví dụ cụ thể, một lúc cô ta buồn, anh làm gì? Kể chuyện vui anh. Kể chuyện vui mà lãng mạn hả? Buồn mình xử lý cho họ vui trước rồi mình mới lãng mạn sao? Bây giờ kể một câu chuyện thật là lãng mạn. Cái ngày gọi là sinh nhật của cô ấy, anh sẽ làm gì? À, gửi qua qua đường bưu điện. Ở chung nhà mà gửi qua đường bưu điện hả? Nhiều lúc như một cái người đang ở trong công ty mà có một cái người tới tặng hoa, mọi người thấy họ sẽ thích hơn. Còn mình tặng ở nhà thì có hai vợ chồng cũng không có ý nghĩa gì nhiều lắm. Rồi, còn gì nữa? Lãng mạn gì nữa? Thì sau đó có thể đi ăn tối, đi công viên gì đó xong rồi vậy. Công viên làm gì? Công viên thì ngồi hóng gió rồi nói chuyện. Cho mũi cắn nữa. Đâu có lãng mạn, công viên phải làm gì lãng mạn chứ. Nói chuyện nó nói ra không được. Bây giờ là dẫn người yêu ra công viên, mình phải tổ chức cái gì lãng mạn. Thí dụ anh cắm đèn cầy xung quanh cái chỗ ngồi gì ha, hay trải hoa chỗ ngồi gì đó, hay là cái gì đó. Đó là như trong phim có chứ ngoài ít lắm, cái này làm nữa. Nói thiệt luôn á. Chứ ngoài làm sao? Ngoài mình làm ở nhà mình thôi, ra công viên nó gió rồi châm mày lên xong nó tắt, châm tắt cũng không. Vậy ở nhà làm sao cho lãng mạn? Ừ, có thể làm nến như anh đó. Rồi thì mình tự tay mình nấu cái món gì đó vợ thích đó. Ừ. Thì vậy thôi. Thôi nghĩ cái đêm tân hôn làm sao lãng mạn. Anh hỏi sâu quá rồi, không được. Bây giờ tôi hỏi là bạn trai có cái tài gì để mà tỏ tình bạn gái ngày hôm nay không? Bạn gái rất thích lãng mạn. Chắc tỏ tình bằng thơ bao gì cũng được. Rồi thơ đâu, tỏ tình thơ sao? Hậu nó gặp đi rồi có cảm xúc tỏ tình được. Giờ này ngồi tình kỹ. Đây tình giống mấy tỏ tình mấy người này sao? Biết đàn không? Dạ biết mà em hát nhạc chế không chị ơi. Lấy cái đàn cho đàn nha. Hát nhạc chế gì đó hát đi nè. Bị thì không có thuộc bài. Trời ơi, ông dạo rồi. Thì giờ bắt đầu nữa gì thì đàn đi. Thôi. Bắt đầu tôi đàn à. Tôi được không, đưa không? Em qua sông. Rồi tôi đưa em lên bờ. Đấy, ví dụ vậy. Bây giờ bạn gái hát tặng bạn trai bạn. Cho một đàn pháo tay cho cô giáo đi các bạn. Đó thấy chưa, bạn hát được rồi. Em và tôi xa nhau thấy nhớ, gần nhau giận hờn. Em và tôi mỗi người một nửa cuộc đời. Thấy chưa? Bây giờ cô giáo cô có đi với người thân không? Dạ, em đi với mẹ với em trai. Dạ, chào cô. Chào chú Nguyên Linh, chào cô các tường. Cái này cũng hơi thật thà nhưng mà có điều phải mạnh lên. Đúng rồi. Muốn lấy vợ thì phải mạnh lên chứ. Bây giờ mình không biết hát thì mình cứ hát lại một câu nào cũng được để cho thể hiện cái lòng của mình là muốn phải mạnh lên. Đúng rồi. Được chưa? Mất điểm rồi. Thì con thì nhưng con hứa với bác, ví dụ như mà con với gái bác mà thành vợ thành chồng á, con không biết cuộc sống sau này nó có giàu hay nghèo hay không, nhưng mà con hứa sẽ không để cho cô ấy khổ vì con. Cũng tạm chấp nhận. Mà mình có đi với ai không? Dạ, em có đi với em trai tên Duy. Rồi. Em chào anh Quyền Linh. Chào Duy, tình hình anh mình sao em? Các tiếp xúc với đông người anh hơi mất tình tí chứ bình thường ok anh. Thấy chị dâu tương lai sao? Dạ, em thấy chị xinh đẹp dễ thương. Nói với ảnh mạnh mẽ dạ. Lên sao chứ vậy là thấy thua rồi đó. Và cố lên. Rồi, bây giờ kéo màn lên cho hai người gặp mặt. Bắt đầu. Chào anh. Anh có món quà anh. À, em có hai. Đúng tá mặt mày phong độ lắm chứ bộ. Anh có hai cái quan điểm anh muốn cần trao đổi với em. Một là trong cuộc sống thì anh cần cái sự đồng cảm, nên anh lúc nào cũng sống thật.
Có em ở đây anh cũng như vậy, chỗ khác không có em anh cũng sẽ sống như vậy. Thứ hai là trong tình yêu thì nó có bốn yếu tố. Một là phải sự nghiêm túc, hai là chung thủy, thứ ba là có niềm tin, và thứ tư là có sự chia sẻ. Gặp nhau là một cái duyên rồi, mình hợp nhau khoảng 60% là may mắn, còn phần còn lại thì anh với em sẽ mỗi người sẽ giảm một cái tôi lại, sẽ cùng nhìn một hướng thì cái mối quan hệ nó sẽ xa hơn và nó sẽ có những cái kết quả tốt đẹp hơn. Chứ còn ở trên đây có thể là anh bị rung, có thể anh thiện không hết bằng cái khả năng của anh. Làm thơ gì đó, nãy hứa gặp nhau cảm xúc làm thơ. Có lãng mạn xíu coi, hẹn hò rồi sao? Đúng rồi. Thì em có một bài thơ nó cũng theo em mà nó cũng hơi vô duyên. Thì mọi người có thích thì vỗ tay mà ủng hộ lên nào. Chẳng lẽ anh nói yêu em, sao nghe kỳ cục quá, không nói biết đâu rồi hối hận, nên anh nói bằng cả tấm lòng trân trọng, anh yêu em. Vậy mà nói là thơ vô duyên vậy? Mình làm cho nó bùng nổ lên, nó phải quan tâm. Trời ơi. Thôi bây giờ tính cái chuyện đám cưới đi. Thì nhà anh có ba người con trai, chưa ai lấy vợ hết, nên càng sớm càng tốt. Nếu mà anh định kết hôn là sống ở đâu? Anh sẽ gặp nghiệp ở Sài Gòn. Lương anh cũng đủ cho hai người sống. Còn sao, ai lo? Anh hỏi khó anh lên đây, kỳ sao quá. Khó phải... Hỏi sự thật chứ sao hỏi khó. Hỏi chứ bây giờ hai vợ chồng lấy nhau, em mẹ anh lo, rồi con ai không ai lo, lẽ tôi lo. Vậy mà khó gì, tôi làm ai tôi phải hỏi vụ đó chứ. Anh cũng có phần ở dưới quê á, có thể bán ở lên đây mua nhà đây được. Nên nãy giờ anh không nói sâu chuyện này, anh Linh hỏi hoài. Rồi thôi bây giờ hai người nói một cái câu cảm xúc ngày đầu tiên gặp nhau. Anh ban đầu gặp em thì chưa có tiếp xúc được nhiều, nhưng mà anh thấy tính tình em mà anh cũng thích, thì anh hy vọng chúng ta sẽ cho nhau một cơ hội. Em thì cũng hiền ít nói thôi, nhưng mà nếu mà quen lâu thì hả, mọi người sẽ thấy em rất là cởi mở, vui vẻ. Dạ. Rồi trước khi hai người tiến hành bấm nút thì tôi cũng chia sẻ với anh đàn ông với nhau, mình phải nên cởi mở chút xíu nữa. Biết rằng mấy những người kỹ sư á, họ hay khô khan lắm, thành ra mình thay đổi nó mềm chút xíu nữa đi ha, đồng chí kỹ sư. Dạ. Cảm ơn. Rồi trước hàng triệu khán giả, trước gia đình hai bên, chúng ta quyết định bấm nút là tiến tới, chứ không phải bấm nút để rồi nút đó không ai lo nha. Chuẩn bị 1 2 3. Hết thời gian. Cái nút này bấm không được hả? Cái nút này bấm. Đấy, cô giáo rất là dễ thương. Chúng ta bỏ mất cơ hội này là không còn cơ hội nào nữa đâu. Nhưng mà cho hỏi cô giáo một tí xíu. Ba rồi bạn mới bấm, lý do? Thấy anh cũng thiệt thà mà cũng hiền nữa. Nhưng mà lúc đầu tại sao không bấm lúc sớm? Em bấm hả, mà sao nhóm ngoài nó không được. Mình nắm tay nhau một cái đi bạn. Cảm nhận như thế nào anh? Tay cô giáo mềm. Tay cô giáo mềm. Nào, chúng ta có những chiếc vé xem phim để hai bạn có thời gian tìm hiểu nhau kỹ hơn. Gửi tặng hai bạn nước xịt thơm miệng thảo dược Relax. Quà tặng dành cho hai bạn là một suất chụp ảnh cưới trọn gói trị giá 15 triệu đồng tại Đà Nẵng hoặc Thành phố Hồ Chí Minh, tại các cái hệ thống áo cưới Island nếu như hai bạn tiến tới hôn nhân. Mời quý vị khán giả đón xem chương trình Bạn Mối Hẹn Hò cùng Quyền Linh và Ngọc Lan. Chương trình được phát sóng vào lúc 17:50 thứ bảy và 22:30 thứ hai hàng tuần trên kênh HTV7 và kênh YouTube MCV Media. Cái giờ rảnh ra của em á, để em phụ mẹ em mua bán trái cây ở đầu chợ á. Mình muốn bán mà anh. Mình xếp cái giỏ của mẹ em hả? Mời bạn nữ bước ra sân khấu. Mời bạn nam. Rồi, ngồi đi bạn. Rồi, bây giờ giới thiệu về mình đi bạn gái. Dạ, em xin chào anh Kiều Linh và chị Cát Tường ạ. Em tên là Trần Yến Nhi, năm nay em 30 tuổi. Em quê ở Cà Mau, hiện tại em đang sinh sống và làm việc ở Thành phố Hồ Chí Minh ạ. Em làm công việc gì? Dạ, em làm đẹp cho phụ nữ ạ. Làm gì? Làm tóc. À, làm tóc. Dạ. Rồi, mời bạn trai. Dạ, trước khi em kể về cái của em, anh Linh cho em kể lại một cái mẫu chuyện này cái anh Linh. Rồi, kể đi em. Hồi sáng này nè, cái anh Linh biết làm sao không? Em đi xe á,
cái đến đây nè, kêu bằng cái ngồi ở trên xe mà cái dạng tới đây nói tới cái số nhà, cái số với địa chỉ à, địa chỉ bắt đầu cái anh biết làm sao không, em nói Sài Gòn giờ nó văn minh thấy ghê, nói địa chỉ với cái là tới nhà ha. Rồi cái bắt đầu cái tự nhiên cái em mới móc cái em mới nói là 34 đường Võ Thương Tín, cái bắt đầu em mới móc, cái chạy một khúc tài xế kiếm hoài đâu có gặp, em mới móc cái chứng minh ra là tên của em nè là Võ Thương Tín, cái anh tài xế nó mới kêu vẫn bất ngờ, nó nói trời ơi vì tên đường mà tên của ông ở trong đây nữa ông cố, cái em nói trời ơi đâu phải tại tên của em quên đi, em quên cái tên đường, cái em nói đại lúc đó em run em rối hết rồi. À rối là tên đường hả? Em là Tính. Dạ em quê quán ở Bến Tre. Bến Tre. Dạ. Nghề gì Tính? Dạ em nghề chạy xe qua lâm á, mà để chở đồ đồ ai kêu gì là mình chở đó vậy anh, như làm dâu trăm họ vậy đó. Xe gì xe? Xe qua lâm. Xe gì? Xe tải vậy đó. À. Rồi với cái giờ rảnh ra của em á thì em phụ mẹ em mua bán trái cây ở đầu chợ, mình mua bán mà anh. Em xách cái vỏ của mẹ em á hả? Không phải, cũng như là muốn tặng cái món quà như là một cái hộp cho nó đẹp. À. Mà cái tự nhiên anh biết sao em mới nhìn em thấy cái này là tái tim nhiều quá, cũng như là với cái vỏ sách này nè là cho bạn bạn nữ cái như cái hộp là bạn để ở nhà hoài à, còn cái vỏ sách này bạn xách đi bạn nhớ em hoài. À trời ơi. Cái tái tim mà nói quá trời vậy. Cái tình em dành cho bạn là biết bao nhiêu tái tim như vậy. À trời ơi, đáng lẽ cái hộp như mua cái vỏ có trái tim để cho bạn sách nhớ mình. Dạ rồi. Trời ơi trời, sao cái gì vậy đi con ơi. Đôi dép này á, lúc mà anh Trường Giang á, ảnh có về dưới huyện á, ảnh diễn á, hài á, cái bắt đầu em mới thấy ảnh mang đôi dép màu trắng á, ảnh đóng vai á, cái em mới thấy vậy em bắt trước, em mang đôi dép này em khoái. Ảnh là không được khó. Em mười gì? Mười dễ. Mười dễ. Ấn tượng rồi đó nha. Nay đi đâu đây? Dạ đi hỏi vợ. Bây giờ nè, điểm mạnh điểm yếu nói cho cô gái bên này nghe chứ, nãy giờ cô đứng hình rồi đó. Em thì cái điểm mạnh của em thì là em biết nấu ăn, rồi biết đi du lịch đồ này nọ. Còn điểm biết hát đồ. Còn như điểm yếu của em là cũng như là nói nhiều đó anh. Nãy giờ em nghe anh nói vậy, em cảm nhận đầu tiên của em về chàng trai bên kia cái hàng rào như thế nào? Bên kia thì em thấy ảnh hơi nói nhiều. À. Mà em thì lại không thích người nói nhiều nhiều lắm. Chết rồi, mất điểm rồi. Ông em cái người nói nhiều mà vui, bực bội khác. Còn cái anh bên nói nhiều mà dễ thương, vui. Để tôi chiếm lại diễn đàn cho nhà gái nè. Điểm mạnh điểm yếu của em là gì nè? Dạ, điểm mạnh của em yếu của em là vui vẻ, hòa đồng, là người phụ nữ của gia đình. Cái điểm yếu của em là hơi nóng tính. Nhưng mà một thời gian trước thôi, nhưng thời gian này sau này em đã biết kiềm chế được của bản thân của em rồi. Vậy là quá tốt rồi ha. Dạ. Tình trường mình trải qua mấy mối tình rồi em? Dạ, tình trường của em thì trải qua một mối tình. Sau khi mà em chia tay một mối tình đó thì cũng có quen một vài mối tình khác nhưng cảm thấy không thích hợp. Lý do tại sao chia tay, mình qua bao nhiêu mối tình đó mình rút ra kinh nghiệm gì cho bản thân mình không? À, tại em thấy lý do là tại vì thời buổi bây giờ mấy ảnh quen nói chung ra là cũng chưa có sự hiểu nhau nhiều hơn, nhưng mà ảnh đòi hỏi quá nhiều nên thành thử ra em đòi hỏi cái gì em hợp. Đòi hỏi sao? Như ví dụ như đòi hỏi về vấn đề sống trước hôn nhân ạ, thành thử ra cái vấn đề đó em không đồng ý. Em không đồng ý, thành thử ra em không quen nữa. Bạn trai bên đó còn sao? Anh không có em ơi. Anh mà miễn mà em tốt với anh tốt lại với em mà, chứ anh không có đòi sống thử. Chừng nào mà có đám cưới đồ đàng hoàng thì mà mới mang đến hạnh phúc cho em chứ, vậy thì tội nghiệp con ta. Thấy không? Bên kia đó nói nhiều nhưng mà nói hay nha. Mà thí dụ mà được. Thí dụ như cô kia cô đề nghị, thí dụ có cô gái nào đó cô đề nghị em sống thử thì em tính sao? Để tìm hiểu nhau, biết đâu em giới tính không rõ ràng. Ý anh ấy có trống hay không có trống vậy phải không? Đúng rồi. Đúng rồi. Thử của em có trống hay không, tao muốn thử rồi em tính sao? Em thì bao cái vụ đó đụng giường thì đẻ, đụng giường thì đẻ. Sao em biết em bao đụng giường là đẻ? Không, tại vì cái lúc mà em đi xuất khẩu lao động ở nước ngoài chị. Rồi bác sĩ có vô mới khám em này nọ đồ á, về mà bên kêu bằng tổng quát á. Thì bác sĩ nói là chú ok hết. Ok gì? Ok là tức nghĩa là đồng ý đó. Là sức khỏe tốt đó phải không? Dạ, sức khỏe tốt. Khỏe tốt liên quan tới chuyện đẻ gì đây? Không thì người ta nói là về mà cái như là cái cũng như cái tiếng mà văn hóa người ta gọi là tinh tùng. Là cái đó của em
Thì em tôi là tôi khoái chú rồi nha, mấy mối tình rồi. Dạ, mấy mối tình rồi. Tình thường của em thì cũng có hai mối tình, nhưng mà cái mối tình mà để em kể, mối tình chính thức á, là hai đứa hồi đó đi xuất khẩu lao động ở Malai á. Người đó về trước, cái xa mặt cách lòng, ở về bển gặp kia đẹp trai hơn, nhà giàu nữa, rồi vớt luôn. Ủa là ở Malai 2 năm ở chung mà cũng không có sống thử luôn hả? Dạ, cuối tuần thì đến nấu nướng, em nấu đồ ăn cho đó, ăn này nọ xong rồi cái bắt đầu chiều rồi tới giờ đi về vậy chị. Chứ ở cái công ty đó thì người ta không có cho phụ nữ ở lại à. Khó khăn lắm, camera nó đặt bẻ tới Bây giờ em mong muốn tìm một người bạn trai như thế nào? Dạ em muốn một người bạn trai cao trên 1m65 tới 1m7. Bên kia chuẩn. Dạ không có hút thuốc. Có hút thuốc không? Dạ không hút thuốc mà có nhậu nha. Nhậu nhậu, nhậu ít chứ không có nhậu nhiều. Nhậu được không em? Dạ nếu mà nhậu ít thì được, nhưng mà còn nhậu nhiều là em không giữ. Dạ anh có cờ bạc gì không anh? Không, cờ bạc anh không có biết. À anh có gia trưởng không vậy anh? Điều đó là không có. Anh có ước mơ về cho tương lai không anh? Anh thì gán kiếm thật nhiều tiền, rồi tới cái ngày đám cưới á thì gán mà được kết hôn với em á, anh gán làm hai cái hộ chiếu, hai đứa đi nước ngoài á hưởng từng tăng mặt 7 ngày về. Em đó muốn tìm tìm một người bạn gái như thế nào? Dạ người bạn gái thì biết về phụ lo cho cha mẹ em thì được, rồi em lo lại cho được hạnh phúc rồi sống, rồi không có cần mà giàu hay nghèo hay hoặc cái gì đó, cũng như là biết là buôn bán là được anh, ruộng đất bề bề không bằng cái nghề trong tay mà anh. Em nghề buôn bán vậy hai vợ chồng thì sống thì vậy là hạnh phúc rồi anh. Ngày bán trái cây vòng vòng kiếm khoảng được nhiêu em? Thì cũng khổ lắm anh ơi, ngày em với bà mẹ em kiếm khoảng chừng 500 à. Cũng được. Còn cái tiền chạy xe lôi là riêng nữa. Riêng nữa đúng không? Dạ. Vậy chắc ngày xe lôi cũng được mấy trăm đúng không? Dạ chạy xe lôi thì nếu mà 5 cây số em tính 100.000 cuốc, vậy dục lên xe em là 50. À, ngày chạy được bao nhiêu cuốc? Thì ngày em mối đồ này nọ em chạy đều đều thì bữa thì không có bạn nào cũng có, bữa thì cả triệu cũng có. Nói chung là ổn định đó, anh thấy ổn định. Tức là bây giờ lấy em là phải về quê làm dâu đúng không? Ở cái xứ của bạn gái em mà được mà muôn bán đồ này nọ em chấp nhận em ở cùng bạn gái em ở luôn. Để được luôn đúng dạ, không? Dạ được, còn nếu mà em thấy mà đất lành thì chim đậu á anh ơi. À, đất không lành thì... Thì bắt chim nhậu luôn. Được. Nói chung anh này được, sống đâu cũng được hết trơn á. Dân nhưng mà thấy mà ổn định đó em gái. Dạ. Bây giờ bạn anh gái muốn khi nào thì mình tiến tới hôn nhân được? Hiểu với nhau được rồi chị, thời gian không có giới hạn. Bên này muốn khi nào lấy vợ, mẹ hối lấy vợ chưa? Mẹ cũng kêu hôi vợ, con thì lớn tuổi rồi, thôi cố gắng lập gia đình để kiếm cuộc sống sau này đi. Chứ không có vợ thì thấy người ta có vợ, người ta ẩm cháo đồ bồng, mẹ thấy mẹ cũng tủi thân lắm. Chị hỏi thiệt nè, để dành được nhiêu tiền lấy vợ rồi? Thì em làm từ đó giờ em chạy xe thì suy tỷ như em chạy được 500. Em về em đưa mẹ em 300, em lấy 200 em bỏ túi để đi chơi với bè bạn. Rồi bắt đầu thì còn cái số tiền đó mẹ ba giữ giữ đó, nào mà lấy vợ thì nói mẹ đưa. À bây giờ lấy vợ là mẹ sẵn sàng, mẹ dạ. Đứng ra là kiếm dạ. Con dâu cho em liền đúng dạ. Không? Chị sẽ thuyết phục bên nhà gái chứ dạ. Chị là chị chịu em rồi đó. Dạ, em cũng chịu chị hết. Chấm luôn rồi đó. Rồi hôm nay em gái mình có đi với người thân của mình không? Mình hỏi dạ. Thêm ý kiến người thân nè. Dạ em đi với em có đi với người thân của em, mẹ em từ ở Cà Mau lên đây ạ. À. Có cậu mợ em ở quận 12 ạ. À. Dạ, gặp bác gái đi. Chào MC Quyền Linh, chào MC Cát Tường. Và quý khán giả trong trường quay, tôi là mẹ của Nhi. Thì theo như mẹ nhìn thấy thì cũng cũng được đó. Hai đứa là con tìm hiểu đi, nếu được thì con cứ bấm nút. Dạ. Vậy thôi. Bên đàn trai. Em đi với ai? Dạ em đi với mẹ em, với dì em, với à. Em gái em. Rồi, dạ cho gặp mẹ. Dạ cho cô Quốc Tường và chú Trần Linh. Dạ khán giả khán phòng hôm nay tôi là mẹ của vợ mẹ của Thương Tín. Dạ. Thấy hôm nay là thấy cháu gái đây cũng được. Trước hết là cũng có nghề nghiệp ổn định. Tôi đồng ý do con tôi giờ hả? Nó chịu đâu thì tôi chịu đó. Dạ. Dạ. Thôi bây giờ bữa nay nhân tiện là có hai bác hai nhà ha, hai gia đình mình coi như ra mình làm quen, mình bắt tay nhau, mình chào nhau một cái. Mời hai cô. Rồi. Đó. Dạ cảm ơn hai biết cô. Biết đâu được. Thôi bây giờ mình sẽ mở rào, mở cửa trái tim cho hai đứa nha. Giỏ túi. Con tặng em. Trời ơi, món quà. Coi như là chén đũa muỗng đầy đủ. Dạ, lượt kiến đồ đủ hết trơn chị. Lượt kiến luôn.
Dạ, cái này là lược luôn. Kiến, có cái này nữa là đặc sản của Bến Tre. Ăn vô là nhớ anh hoài luôn. Kẹo dừa. Kẹo dừa nữa. Cù đáo quá ha. Rồi. Rồi, hôm nay em có một món quà muốn gửi đến anh nè. Đây là bức tranh em, anh có đoán được là cái gì không ạ? Chiếc thuyền. Ở đây là cột mốc của Cà Mau, của tọa độ của Cà Mau. Còn ở đây là chiếc thuyền tượng trưng cho mũi Cà Mau. Em thì con do công việc của em làm là từ 9 giờ sáng mà tới 9 giờ tối em mới có rảnh. Thì em thì thức làm ban đêm với bức tranh này, thì mong là anh một khi anh nhìn tới bức tranh này sẽ nhớ đến em là ở Cà Mau. Tranh gạo đó, người ta làm tranh bằng gạo, thấy không? Dạ. Còn riêng phần quà thứ hai thì em xin gửi đến chị Cát Tường ạ. Anh Quyền Linh, đây là đặc sản tôm khô nhà em tự làm ạ. Đó là mẹ em làm. Khi nào mà anh chị ăn phải cảm thấy ngon thì nhớ đến em ạ. Rồi, cảm ơn em. Anh thấy em như thế nào? Thấy em thì cũng được. Còn em thấy anh sao? Thì em thấy anh cũng được, nhưng mà có cái là hạn chế nó nhiều quá, em không có thích nó nhiều. Thì anh nói vậy sẽ tỉ như cái lúc ban đầu á, thì sức tỉ như về từ từ anh sửa mà. Thì em ước muốn là hai đứa tự lập ở Sài Gòn, chứ em không có muốn mà về quê. Ý anh sao? Thì ý anh vậy cũng được. Anh thấy rõ ràng cái tiềm năng của anh chàng này đó. Em nhà cứ làm em xách đi bán được không? Được. Tiền về giao cho vợ. Dạ được. Cho nhiêu lấy nhiêu, không có dạ đòi hỏi được không? Dạ không. Cũng còn tỉnh lắm. Trước lúc lên đây đi cũng có uống thuốc rồi nên hơi tỉnh chút. Chơi nói chơi chứ không có. Tỉnh lắm ha, vui. Anh ở Bến Tre vậy rồi hẹn hò sao anh? Thì xích tỉ như giờ á, em cứ điện là anh lên à. Thí dụ như em lỡ như em cần 10 giờ đêm, 11 giờ đêm thì anh có thể xuất hiện không? Không, ý anh nói là em nói hẹn hò trong cái lúc ban ngày á, thì hoặc cái em cho cái giờ dắt á, ổn định á, thì anh sẽ lên liền, anh lên liền. Chứ em nói mà kêu như máy bay bay sao anh bay được. Nếu mà yêu thương đủ thì anh nghĩ rằng là anh ấy sẽ có mặt bất cứ lúc nào, đúng không? Dạ. Ảnh nói nhiều thì có cái vui thiệt, nhưng mà em thì em cần cái người thực hiện nhiều hơn là cái giờ lời nói anh. Tại vì lúc trước em cũng có quen một người nào đó rồi, nhưng mình nói thì nói nhiều lắm luôn, nhưng mà thực hiện thì không được. Em đã thất bại một lần rồi thì em muốn là ảnh đừng nói nhiều với em quá, mà hãy thực hiện đi. Trai hãy nói một điều gì đó để mà bạn gái cảm thấy tự tin vào những cái gì mình nói từ nãy tại giờ. Tại vì bây giờ á, anh gặp á, em nói cái lời em nói nãy giờ anh cũng đã hiểu rồi. Anh gặp được em á, đây chỉ có mấy tiếng hồ thôi, nên á, đâu có thể nào mà thể hiện mà những cái lúc mà anh thể hiện cho em thấy được. Thì em chỉ thấy mới có 5 thôi, chừng nào mà em gặp được anh làm á, em mới thấy được 10. Nếu mà em cảm thấy hợp với anh, đến với anh được, anh xin em hãy nhấn nút. Còn như mà nếu mà em thấy mà không được á, thì anh cũng không có ép em đâu. Rồi, hết thời gian. Hai bạn hãy suy nghĩ thật kỹ nha. Quyền quyết định là của hai bạn. Hãy đưa ra quyết định của mình sau 3 tiếng đếm. 1 2 3 Hết thời gian. Nắm tay nhau đi hai bạn. Bấm nút. Anh biết rằng trong cô gái vẫn còn một cái điều trăn trở và suy nghĩ. Đúng không em? Dạ đúng anh. Nhưng cuối cùng tại sao lại quyết định bấm nút? Tại vì qua cách nói chuyện của anh em thấy ảnh có cái sự chân thành. Em thì em cần một người là biết làm ăn, chia sẻ với em công việc. Em không cần hả lãi quá giàu. Anh nói được những lời trên này thì em mong rằng thời gian tụi em, trong thời gian tụi em tìm hiểu với nhau thì ảnh sẽ thực hiện được những lời của ảnh nói với em trên này. Cố gắng nha em trai. Dạ. Đừng để mọi người thất vọng nha. Dạ không có đâu chị. Nếu mà em sau này mà được thì em sẽ nhớ tới anh với chị hoài luôn. Rồi, hai bạn hãy hôn nhau một nụ hôn đầu tiên để kỷ niệm ngày xin hôm nay. Xin phép bác đi. Đã xin phép bác con được hôn bạn gái con. Tự nhiên đi con, thấy chưa? Đây, gửi tặng hai bạn là một phiếu mua hàng thời trang cao cấp dành cho cặp đôi từ hệ thống thương hiệu thời trang cấp BTX trên toàn quốc. Đây là những chiếc vé xem phim của cụm rạp Cinebox 212 Lý Chiến Thắng gửi tặng các bạn. Tặng bạn một bộ sản phẩm cốm trẻ hóa trị nám đẹp da Skin Food do công ty Hoàng Đức N sản xuất và phân phối.
Nếu như các bạn tiến tới hôn nhân thì chiếc TV Smart TV 40 inch trị giá 6.990.000 đồng đến từ thương hiệu Akino, tinh hoa công nghệ, thăng hoa cảm xúc sẽ nằm trong ngôi nhà của hai bạn. Tặng cho hai bạn mỗi bạn là một chiếc voucher giảm giá 50% khi mua máy lọc nước, máy làm mát Yagio ở tất cả các hệ thống Yagio trên toàn quốc. Và nếu như hai bạn tiến tới hôn nhân thì sẽ được nhận một máy lọc nước Yagio trị giá 8.690.000 đồng. Máy lọc nước Yagio sản xuất 100% tại Hàn Quốc, được nhập khẩu và phân phối bởi công ty trách nhiệm hữu hạn Yagio Việt Nam. Đây là một cặp gối của nệm cao su Đồng Phú và một phiếu mua hàng giảm 25% của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam, nệm Đồng Phú. Các bạn có thể mua sản phẩm trên toàn quốc. Rồi, quà của hai bạn, cố gắng tìm hiểu nhau thật kỹ và nhanh chóng báo tin vui chúng tôi. Dạ, cố gắng nha. Cảm ơn chị. Chúc mừng hai bạn. Đây. À, bây giờ muốn tìm một người như thế nào để hợp lý với em nè? Dạ, em cũng dễ lắm, nghĩa là con gái là được rồi. Cặp đôi đầu tiên tôi nghĩ rằng là tương lai rất là sáng lạn đó quý vị. Hy vọng rằng tất cả mọi điều tốt đẹp sẽ đến với họ. Còn bây giờ chúng ta sẽ đến với cặp đôi thứ hai. Mời bạn nữ bước ra sân khấu. Rồi, mời em ngồi. Mời bạn nam. Mời các bạn. Rồi, bây giờ hai bạn hãy giới thiệu về mình đi, mời em gái. À, dạ, em chào chị Cát Tường, anh Quyền Linh và bạn trai bên kia. Em tên là Huỳnh Thị Hồng Vi, năm nay em 25 tuổi. Hiện tại em đang là nhân viên chăm sóc khách hàng cho một công ty về du lịch ạ. Quê mình ở đâu Vi? Em hiện tại thì em đang ở Long An nhưng mà đang làm việc thì tại ở quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh ạ. À, rồi, mời bạn trai. Dạ, xin chào anh Quyền Linh, chị Cát Tường và toàn thể quý vị khán giả. Em tên là Ngô Bình Phương, năm nay em 26 tuổi. Hiện tại em đang là quản lý xí nghiệp may nhỏ ở quận Hóc Môn. Em sinh sống và lớn lên ở quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh. Doanh nghiệp nhỏ đó là của em hay là? Dạ, của em luôn. Của em luôn hả? Em mới thành lập được có 2 tháng hả? 2 tháng? Dạ. À, cũng tốt rồi, cũng có một cái hướng làm ông chủ rồi ha. Dạ, vất vả lắm anh. Khởi doanh nghiệp mà bao giờ vất vả lắm em. Ưu điểm khuyết điểm đó em là gì? Em là một người vui vẻ, chịu khó, chịu cực chị. Còn khuyết điểm của em thì em hơi nóng tính, với lại là em không có được khéo tay cho lắm. Theo thùa mai vá thì em không có khéo, nhưng mà không khéo có nghĩa là không thể làm. Làm gì được nhưng mà nó không được đẹp như người ta thôi. Không sao, miễn biết làm là được rồi. Dạ. Chịu khó, có tâm là từ từ được hết à. Dạ. Ha. Rồi bạn trai. Dạ, điểm mạnh của em là em biết nấu ăn, em biết làm việc nhà. Em giải quyết công việc rất là nhanh và em học cũng rất là nhanh. Còn khuyết điểm của em là tính em nhiều lúc trong công việc, cái lúc mà bị stress á, em hay bị nóng tính, với lại em không có tính kiên nhẫn. Nóng tính. Dạ. Bạn bên kia cũng nóng tính, bên này nóng tính nữa. Em chỉ lúc nào bị stress thôi. Bị stress mới nóng tính thôi hả? Dạ. Chứ nghĩ chắc em không nóng dữ lắm đâu. Rồi, cho chị Tường hỏi tình trường của em thì sao? À, dạ, hiện tại thì em trải qua 2 mối tình ạ. À, mối tình thứ nhất là thời còn học sinh. Mối tình thứ hai thì em quen được 3 năm rưỡi. Chia tay cũng đã được 3 năm rồi chị. Bạn nam rất là lăng nhăng, nhiều lần tha thứ nhưng mà không có sự khắc phục được đó chị. Bạn trai thì tình trường em sao? Em mấy mối tình rồi? À, nếu mà trừ cái thời sinh viên trẻ trâu ra thì em có 1 mối tình hả? Quen được 4 năm. 4 năm? Dạ. Và sau quen thời gian dài thì bạn nữ hỏi cưới. Tại phụ nữ thì người ta có 1 tuổi thanh xuân nhất định thôi. À. Thì mình không phải kéo dài cái khoảng thời gian thanh xuân của họ ra được. Thì sau thời gian thì quyết định chia tay. Sao em không cưới? Tại lúc đó em còn mới ra trường, chưa có lo cho thân em xong mà đâu em cưới ai đâu chị. Rồi vậy cái chia tay luôn? Dạ. Là khóc quá trời. Lâu chưa? Dạ cũng được 3 năm hơn rồi anh. 3 năm rồi. Từ 3 năm bây giờ có để ý tới ai không? Em để ý nhiều lắm mà không ai ưng em hết. Bây giờ muốn tìm một người như thế nào để hợp lý với em nè? Dạ, em thì cũng dễ lắm, miễn là con gái là được rồi. Em thích người con gái lúc mà ở ngoài xã hội thì hiện đại. Lúc mà về nhà thì truyền thống, nó đang vui vẻ, hợp bác là được rồi. Như ngoại hình? Dạ, xinh là được chị. Xinh là được? Trời ơi, ít có tiêu chuẩn ghê ha. Ví dụ không xinh thì sao ạ? Không xinh thì từ từ nó xinh em. Em thì sao? Em thích một mẫu người bạn trai như thế nào? Phải men nha chị. Thích thể thao một chút, có một bờ vai rộng. Lý do em thích bờ vai rộng là tại vì khi mà mình gặp áp lực hoặc là khó khăn trong cuộc sống thì mình về mình còn có một vòng tay luôn luôn ôm mình vào lòng để che chở cho mình. Cái điều gì em ghét á nhất người bạn trai? Nói nhiều với lại có mùi cơ thể chị.
Nãy giờ em thấy bên này có nói nhiều không? Dạ không. Còn cái vụ có mùi chị không biết. Chào em, có mùi gì không? Dạ có mùi thơm. Mặt đẹp trai, sáng sủa, rất là dễ thương. Cái điều gì em không thích nhất ở người bạn gái? Chị Sư có một việc nói một hai lần là biết rồi. Cứ đi nó đi nó lại hoài, nghe mệt lắm. Bây giờ nếu như được thì bao lâu mình tiến tới hôn nhân được? Tại em mới thành lập với công ty nhỏ thì em tính từ 1 năm đến 1 năm rưỡi á. Thì mọi thứ ổn định là sẽ tiến tới hôn nhân. Ba mẹ có hôn má gì không? Lắm. Ba à. Em thì cản. Ủa vậy hả? Dạ. Tại sao cản? Tại má em thích có cháu bồng rồi. Còn ba em thì sợ lên trước ông nội. Rồi. Mình có làm dâu không em? Dạ em thì làm dâu cũng được, mà không làm thì khi nào hai đứa vững vàng thì không phải ở riêng. Mà ở nhà đâu nhà em sướng lắm, đâu có gì đâu. Mẹ em cưng gái lắm. Có con à, ba mẹ phụ coi chừng giùm nữa ha, để hai vợ chồng sướng luôn ha. Má em cưng gái, cứ dụ ba kêu có đứa rơi rớt nào con gái mang về má nuôi. Trời ơi, má nó chơi thôi đó cưng. Được. Dạ, chị chấm rồi đó. Dạ. Ăn thua hai đứa rồi đó. Cái này rất là quan trọng. Em nói tới khoảng 5 rưỡi nữa lấy, 5 rưỡi nữa công ty có thể nó chưa có phát triển mạnh. Em nói chưa có sự nghiệp em lại bắt người ta chờ nữa. Lại quá cái tuổi thanh xuân người phụ nữ nữa thì sao? Em thì công ty á thì em chỉ làm 6 tháng là phát triển. Còn nếu mà không 6 tháng đi làm công luôn. Ủa sao kỳ vậy? Tại vì đâu có tiền đâu nuôi hoài anh. Bây giờ làm mấy tháng rồi? Em là được 2 tháng rồi, còn 4 tháng nữa. Tốt chưa? Dạ nó có ổn ổn vô chút rồi. Ổn là tốt rồi đó. Em chào anh. Chào em gái. Dạ. Cái này chắc nhanh quá. Em gái dễ thương, xinh, rất là xinh ha. Dạ em cảm ơn ạ. Bên đây là một chàng trai anh nghĩ rằng rất là chững chạc. Chỉ mới 20 mấy tuổi mà đang cố gắng nỗ lực để hoàn thành cái sự nghiệp của mình. Dạ. Và cậu ấy rất là thông minh đấy. Dạ. Nếu như một cái người mà 20 mấy tuổi này anh nghĩ còn đang ham chơi và còn lo rất là nhiều thứ, nhưng chàng trai này lo sự nghiệp thôi. Em không thích cái tật xấu gì của người đàn ông? Em không thích đàn ông nói nhiều. Em thích là nói một lần thôi, không có nói lại lần nữa. Em thấy anh lúc nãy nói không thích phụ nữ như vậy thì em thấy có một cái sự trùng hợp. Nhưng anh nghĩ không nghĩ tại sao lại nóng tính như nhờ? Chắc là nhiều khi do công việc áp lực hoặc là do cái tính sẵn như vậy. Nhưng mà cũng không hẳn là nóng quá. Được lắm đó. Đàn trai rất chịu đàn gái nha. Hôm nay em đi với ai? Dạ em đi với ba mẹ, bạn thân và lại các chị trong đồng công ty ạ. Cho gặp ba mẹ của em. Chào cô chú. Dạ chào chú, chào cô. Dạ chào chú Quyền Linh và cô Cát Tường. Dạ chào toàn thể quý vị trong trường quay. Chào cháu trai, tôi là ba của Hồng Vy. Nhận xét cháu trai hôm đây thì ăn nói thì nghe nó dịu dàng, rất nhẹ nhàng. Tánh tôi cũng vậy, hồi đó cũng đầm thấm lắm chứ không có mà. Nó lớn tiếng như thế nào thì không có. Thấy cháu trai thì khá trai, cao ráo, rất lịch sự. Dạ. Xin cái hết. Dạ. Xin thêm ý kiến của mẹ đi à. Mẹ có ý kiến gì không? Dạ vậy em mời chị đồng nghiệp của em. Rồi chị đồng nghiệp của em. Xin chào mọi người trong trường quay. Mình tên là Hồng, em chào anh Quyền Linh. Em chào em. Chị Cát Tường. Chị thấy bạn trai bên đây cũng đẹp trai. Bạn cũng có công việc ổn định, cũng có suy nghĩ cho tương lai rồi. Thì chị hy vọng là sau chương trình này em và bạn trai có thể tiến xa hơn. Chị thấy em và bạn trai này phù hợp. Em cảm ơn. Rồi cảm ơn em. Em trai đi với ai? Em đi với mama chứ em trai. Chào cô, cho gặp cô. Rồi chào cô. Xin chào MC Quyền Linh và MC Cát Tường. Dạ. Chào cháu gái và dạ. Gia đình nhà cháu gái và toàn thể quý vị khán giả đang ở trường quay. Tôi là mẹ của Ngô Bình Phương. Thì nói về nhận xét ấy, thì thấy cháu gái này thì cũng rất giống với tính tôi. Cũng rất là vui vẻ. Bình Phương ấy, thì ra trường cũng mấy năm rồi, cũng đã từng đi làm. Và cũng làm quản lý chứ không phải đi làm công nhân. Nhưng mà sau này vì cũng muốn có một cái công ty để mà tự lập, nên là Bình Phương mới mở công ty may. Thì mới làm được 2 tháng thôi. Cuộc sống hôn nhân thì dựa vào tình yêu từ còn trẻ, chứ không như tuổi già là dựa vào lý trí. Cho nên là tình yêu hồi xưa là Phương làm sao mà chia tay bạn, thì cô nghĩ chắc là tình yêu chưa đủ lớn. Cô hy vọng rằng sau này hai cháu mà đến tới với nhau phải xuất phát từ tình yêu, mà tình yêu thật lớn. Khi mà có tình yêu rồi thì sẽ bỏ qua tất cả những cái thứ, không bao giờ chia tay. Yeah. Dạ, cảm ơn tất cả. Bây giờ vậy này cô, coi như mình thông gia tương lai đi. Bên đàn trai đứng lên nói vài câu với đàn gái đi. Lâu lâu mình mới gặp mặt nhau rồi, dạ, đúng không? Mình đến làm quen, bắt tay biết đâu sau này mình đàn, đàn trai với đàn gái. Đàn trai nói trước đi ha. Thì không biết chị quê ở đâu? Tôi thì quê và nguyên quán thì Thái Bình. Nhưng mà vô trong miền Nam từ năm 75. Thì nhà sống ở quận Tân Phú.
Tôi là bác sĩ nhưng mà đã về hưu. Còn em thì ở Long An mà ở huyện Cần Đước. Hy vọng rằng là không biết là hai cháu có tiến tới nhưng mà mình cũng trở thành những người bạn thân thiết sau này. Dạ, thì em cũng mong muốn cho hai cháu nó được tròn duyên để rồi mình gần gũi hơn. Dạ, cảm ơn gia đình anh. Rất đẹp. Rồi, cảm ơn họ nhà trai, họ nhà gái. Hồi hộp quá. Hồi hộp. Mở hàng rào. Mở cửa trái tim. Đấy, không gian này luôn các bạn đấy. Nó là tặng em. Dạ. Anh thấy em như thế nào? Hồi hộp lắm, lúc mà kéo rèm không dám coi luôn á. Anh không ngờ xinh như vậy. Dạ, lúc nãy em có nghe nói là mình vừa mới thành lập công ty cũng được khoảng 2 tháng rồi. Thì em nghĩ là mới thành lập thì mình cũng có rất là nhiều công việc khá là bận. Thì không biết là trong khoảng thời gian này á, nếu như mà mình cho nhau một cơ hội để mà tìm hiểu á, thì anh có thời gian dành cho em hay không? Nói chung là cũng tùy ngày thôi. Kiểu thứ bảy chủ nhật thì em ở nhà, còn buổi tối thì anh rảnh. Nếu mà em có thời gian vào buổi tối thì mình gặp ngày nào cũng được hết. Tại vì em ở Long An nhưng mà em đi làm ở quận Bình Thạnh, cho nên là mỗi ngày em đi làm về nó cũng cái một quãng đường, nó cũng khá là xa. Cho nên là cuối tuần em cũng được nghỉ, thì nếu được thì cuối tuần mình sẽ gặp nhau một lần, hoặc là trong giữa tuần nếu một ngày nào đặc biệt thì mình cũng có thể gặp được. Mà sao anh hỏi là sao em đi làm xa quá vậy? Tại vì ở nhà em là khá là thương người anh. Em muốn đi đi về về để trò chuyện cùng với ba mẹ. Chứ ở nhà ba mẹ cũng một mình buồn lắm. Anh cũng có lần xuống Long An mà anh đi hoài cũng không thấy đường sang lời gọi. Có hàng ngày là em đi về Long An, Sài Gòn á hả? Dạ đúng rồi chị. Em tự chạy không đa đi làm mỗi dạ, ngày đúng hả? Rồi chị. Cho nên là em có sự kiên nhẫn, ai cũng sợ em về vấn đề đó. Anh cũng còn sợ đúng không? Quá giỏi. Dạ. Sau này nếu mà có cơ hội em đi làm còn anh đưa về. Nếu anh chịu khó chịu cực giống như em. Không có, để anh ráng thuê phòng trọ công an đưa về nợ đó luôn. Anh cho em hỏi là không biết là quan điểm tình yêu của mình thì như thế nào anh ha? Quan điểm anh thì anh thấy tình yêu mình quen nhau thì mình phải tôn trọng những cái thứ riêng tư của nhau, chứ không phải là mọi thứ đều là chung hết, đúng không? Thì em cuộc sống riêng của em, anh cuộc sống riêng của anh, thì mình quen nhau mình phải tôn trọng điều đó. Anh không giấu giếm gì hết, nhưng mà nhiều khi có bạn bè, em có bạn bè của em, anh phải quản lý em và quản lý luôn bạn bè của em. Vậy là sai đúng không? Đúng rồi. Anh giống cái suy nghĩ của em. Anh nghĩ là mình quen nhau thì tình yêu như một nắm cát á, càng nắm thì nó càng tuột ra khỏi tay thôi. Thì anh nghĩ như vậy. Thì mình cứ cho nhau được cái khoảng không của họ thì mình không giữ họ sẽ ở bên mình. Anh có thích đi du lịch không? Anh thì hồi trước rất là thích đi. Mà riết rồi anh không biết đi với ai nên anh ở nhà không à. Thế bây giờ nếu như mà có cho cơ hội bấm nút thì anh có cùng đem đi du lịch không? Em đủ là anh đi rồi. Mà còn để anh sắp xếp công việc đã. Tại giờ anh hết lúc mà mới đầu á, anh okay. Hơi buồn chút. Em hiểu. Sau này lấy nhau thì kinh tế trong gia đình ai sẽ là người quản lý? Em nghĩ là kinh tế thì vợ giữ là tốt. Nhưng mà mình có phải để một phần cho mình. Nhiều khi vợ giận vợ không thách tiền nữa lấy gì ăn. Quỷ đen đúng không ạ? Rồi bây giờ hai bạn hãy nhìn thẳng vào nhau và nói một điều gì đó thật chân thành. Ngay giây phút này mình cảm nhận như thế nào về đối phương? Anh lấy tự tin đó mà không biết nói gì hết. Anh nghĩ mình gặp nhau trên đây là một cái duyên. Tại vì anh đăng ký bạn hẹn hò này được 2 năm rồi. Đăng ký 2 năm rồi á? Em thì 1 năm rưỡi. Wow. Đã gặp nhau rồi thì nên cho nhau cơ hội để mình thể tìm hiểu nhau kỹ hơn. Dạ yeah. Nếu như ở giây phút hiện tại này anh có cảm nhận gì em thì mình hãy cho nhau một câu hỏi để mình tìm hiểu. Cảm ơn em. Đây là cặp đôi mà chúng tôi không cần nói gì cả thưa quý vị. Hình như họ gặp nhau từ bao giờ ấy. Cặp đôi này rất là dễ thương nha. Hãy đặt tay vào nút bấm nha. Nào, hãy để tay vào đi các bạn. 3 2 1 Hết thời gian. Hết thời gian. Hả? Em bấm luôn lúc ngoài anh chạy. Ông nhấn nguyên cái ghế vậy đó. Trời ơi, nếu quý vị theo dõi cái tay sau đây quý vị sẽ thấy bấm liên tục mà nó không có cháy đèn. Người ta nhấn có một nút thôi, nhấn nguyên bàn tay à. Không, đó cũng là một trong những thử thách chúng ta phải cần vượt qua. Trong tình yêu bao giờ cũng vậy, nó cũng sẽ gặp trên cái đường đi, nó sẽ gặp một đôi lần trục trặc như vậy. Nào chàng trai, đẹp trai, cô gái, rất là xinh gái, chúng ta nắm tay nhau đi.
Và xin phép hai bên gia đình, bắt đầu từ giây phút này chúng ta bắt đầu hẹn hò với nhau và tìm hiểu nhau. Con xin phép hai bác cho con được có cơ hội để làm quen với bé Vi. Cảm ơn hai bác. Vụ kia nữa. Để bác cho con được tỏ tình cảm của mình với Vi một chút. Nhìn cái nụ cười và ánh mắt rạng ngời đó, tôi tin chắc rằng hạnh phúc sẽ sớm đến với hai em nha. Đây là những chiếc vé xem phim của khung rạp Cinebox 212 Lê Chiến Thắng. Các bạn có thể đến đây để có không gian lãng mạn hơn, để tìm hiểu nhau và yêu nhau nhiều hơn. Quà tặng dành cho hai bạn. Phần quà dành cho hai bạn là một phiếu mua hàng thời trang cao cấp dành cho cặp đôi từ hệ thống thương hiệu thời trang cấp BTX trên toàn quốc. Quà tặng dành cho hai bạn là một ốm trẻ hóa trị nám đẹp da Skin Food do công ty Hoàng ZN sản xuất và phân phối. Nếu như hai bạn tiến tới hôn nhân thì hai bạn sẽ sở hữu một chiếc Smart TV 40 inch trị giá là 6.990.000 đồng đến từ thương hiệu Akino, tinh hoa công nghệ thăng hoa cảm xúc. Và đây là tặng cho hai bạn, mỗi bạn là một chiếc voucher giảm giá 50% khi mua máy lọc nước, máy làm mát Yagyo ở tất cả các hệ thống Yagyo trên toàn quốc. Và nếu như hai bạn tiến tới hôn nhân thì sẽ được nhận một máy lọc nước Yagyo trị giá 8.690.000 đồng. Máy lọc nước Yagyo sản xuất 100% tại Hàn Quốc, được nhập khẩu và phân phối bởi công ty trách nhiệm hữu hạn Yagyo Việt Nam. Đây là cặp gối của nệm cao su Đồng Phú, một cái phiếu giảm giá 25% của tập đoàn công nghiệp cao su Việt Nam nệm Đồng Phú khi các bạn mua tất cả sản phẩm trên toàn quốc. Chúc các bạn hạnh phúc và thành công trong cuộc sống. Chúc mừng hai bạn. Hy vọng rằng họ sẽ sớm báo tin vui cho chúng tôi. Một lần nữa tôi xin thông báo là tôi có offline bạn mới hẹn hò tại thủ đô Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh vào mỗi tuần nha quý vị, thứ bảy và chủ nhật. Nếu như ai chưa tìm được nửa yêu thương của mình thì hãy vào fanpage hoặc là địa chỉ đang chạy trên màn hình để chúng ta có thể gặp mặt trong một buổi offline của bạn muốn hẹn hò. Mời khán thính giả theo dõi chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò phiên bản radio trên sóng VOH của Đài Tiếng Nói Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh vào lúc 9 giờ sáng thứ hai và thứ sáu hàng tuần trên tần số FM 99,9 MHz. Thưa quý vị và khán giả đang theo dõi chương trình cũng có cơ hội nhận được một chiếc TV Smart TV Akino 32 inch trị giá là 4.690.000 đồng. Nếu như các bạn lập tức truy cập vào trang fanpage Bạn Muốn Hẹn Hò để xem thông tin và nhận quà từ chúng tôi nhé. Hãy nhanh tay lên truy cập vào fanpage Bạn Muốn Hẹn Hò ngay sau khi chương trình kết thúc. Và bây giờ thì sẽ đến phần quà của quý vị khán giả đang ngồi tại phim trường của chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Ta sẽ có cơ hội nhận được một chiếc Smart TV Akino 32 inch trị giá là 4.690.000 đồng. Nếu như các bạn có chiếc phiếu may mắn có con số trùng khớp với số, chúng tôi sẽ bóc một cái thăm ngay trên sân khấu. Số máy đây thưa quý vị? 09. Dạ. 09 đúng luôn. Giờ đây chú là khán giả may mắn nhất ngày hôm nay sẽ nhận được một chiếc Smart TV Akino 32 inch trị giá là 4.690.000 đồng. Chúc mừng chú. Kính thưa quý vị hãy theo dõi chương trình vào lúc 15:20 chủ nhật và 22:45 thứ hai hàng tuần trên kênh HTV7. Nếu chúng ta bỏ lỡ tập nào thì hãy xem lại trên kênh YouTube MCV Media hoặc là cổng thông tin Love TV và đừng quên nhấn subscribe. Một lần nữa xin cảm ơn nhãn hàng Max Hair viên uống mọc tóc ngăn ngừa rụng tóc đã tài trợ cho chương trình. Chiều tới giờ là em 2 buổi tuần. Tính em mà đi làm là ngành tạp hỏi xe em đi suốt. Cố gắng sắp xếp chứ bận quá không ai lo cho bạn gái là cũng mệt à. Tóm lại là chỉ cần bạn đó chín chắn, có công việc ổn định, thương em, quan tâm em, hiểu em là đủ rồi. Ưu điểm của em lớn nhất là em có cái tính ham học hỏi, cũng biết chơi thể thao. Ai mà quen biết em thì nói chuyện với em từ đầu đến cuối là em sẽ là bao vui, bao nhây, bao lầy, giống như cơm bao no. Chúng ta sẽ gặp nhau trong khung giờ rất quen thuộc 15:20 chủ nhật trên kênh HTV7.